Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 12 và viết phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở hai tiết, tiết 1 và tiết 2 của cái bài số 1 nguyên hàm. Thì chúng ta đã nắm được cái phương pháp tìm nguyên hàm dựa về phần định nghĩa và cũng như là cái định lý và hai cái tính chất cũng rất là quan trọng. Thì nhắc lại một xíu về cái phần tìm nguyên hàm về phần định nghĩa em nha. Chờ thì lấy tờ giấy em. Như vậy thì chúng ta đã biết này, để tìm nguyên hàm, để đi tìm nguyên hàm của một cái hàm số fx nào đó, phải không nào? Một hàm số fx nào đó, khi nào nếu chúng ta đi tìm được cái hàm số f(x) mà bằng fx thì chúng ta kết luận fx là nguyên hàm ha, là nguyên hàm của gì? Của fx. Và ngược lại, nếu như chúng ta chứng minh được f(x) bằng fx thì chúng ta cũng sẽ kết luận ngược trở lại. Em hiểu nào? Kết luận ngược. Đó. Như vậy thì ví dụ như ở cái còn về cái phần định lý và cái tính chất, hai tính chất về cái hàng số k với lại là tổng và tích thì chúng ta biết rồi đúng không nào? Còn cái dấu này. Cái dấu này đã chính là hoặc là tập hợp. Nghĩa là nếu như mà có cộng a chạy từ a tới b thì nó chính là tích phân. Còn như này thì chúng ta sẽ đi tìm nguyên hàm nhá, nguyên hàm của fx dx. Còn fx dx này nó chính là một cái hàm vi phân, nó chính là một hàm vi phân em nha. Về phần lý thuyết thì trong clip trước thầy giảng rất là kỹ rồi, tất cả ví dụ gần như thầy cũng đi qua và làm cho các em tất cả hoạt động và luyện tập rồi. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay cho em về phần bài tập, trong đây có 6 bài nha. Ta đi sang câu số 1 này, đây chính là câu trắc nghiệm. Cho hàm số fx bằng x mũ 3 cộng 5 là nguyên hàm của hàm số nào? Để mà biết nó là nguyên hàm số nào thì chúng ta sử dụng công thức này. Để biết được nó là nguyên hàm số nào thì cái hàm số đó nó sẽ bằng đạo hàm của thằng này. Như vậy để mà đi tìm nguyên hàm của hàm số nào đó thì fx này thì nó sẽ bằng là f(x). Thì bây giờ chúng ta sẽ đạo hàm x mũ 3 cộng 5 ở đây, đạo hàm. Em hiểu chưa? Cái việc mà đi tìm đạo hàm á, nó là chịu thuận nên nó rất là dễ. Còn mà khi á, mà người ta cho mà để chúng ta đi tìm ngược trở lại của đạo hàm là nguyên hàm thì cái đó mới khó. Em hiểu chưa nào? Như vậy đạo hàm của x mũ 3 thì bằng 3x mũ 2, đạo hàm của 5 là bằng 0. Như vậy nó chính là 3x mũ 2 ở đây này. Hiểu chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ chọn đây là đáp án ông A này, 3x mũ 2. Như vậy cái hàm số fx bằng x mũ 3 cộng 5 là nguyên hàm của hàm số 3x mũ 2. Thì chúng ta thấy cái số 5 này đó chính là cộng gì? Cộng c này. Một cái hàm số c tổng quát. Rồi. Nha. Được chưa? Tiếp tục, chúng ta sẽ đi sang câu số 2. Người ta yêu cầu các em là tìm nguyên hàm. Đó, ok, bây giờ mình khó này, tìm nguyên hàm. Chứ còn là nguyên hàm của hàm số nào thì chúng ta chỉ việc đi tìm đạo hàm bậc 1 của nó là ok. Bây giờ chúng ta đi tìm nguyên hàm của hàm số xong. Các em hiểu nào? Như vậy ở đây chúng ta sẽ đi tìm nguyên hàm của cái hàm số fx dx. Nghĩa là ở đây sẽ bằng là fx của chúng ta là 3x mũ 2 cộng x dx. Thì này dưới dạng là tổng thì chúng ta sẽ làm tổng ra. Chúng ta có là nguyên hàm của 3x bình phương dx cộng cho nguyên hàm của x dx. Ok chưa? Như vậy thì ở đây cái 3x mũ 2 này thì nguyên hàm của nó, nghĩa là hay nói cách khác là cái anh nào đạo hàm là bằng thằng này này. Thằng nào đạo hàm bằng thằng này. Có hiểu không? Thì nói như vậy chúng ta có hiểu nè. Chứ còn mai mốt chúng ta sẽ học về công thức nguyên hàm như sau này. Về số mũ nè. Bây giờ thầy sẽ cho để mà giải thích một số cái này, cho nếu không cho cái này thì nó rất là khó em. Nghĩa là nếu như mà nguyên hàm, ta nhớ là thầy cho công thức về số mũ thôi. Nguyên hàm của cái thằng x mũ n. Thấy được không? Để chúng ta nắm, ví dụ chúng ta có x mũ n dx đi. Thì bây giờ cái nguyên hàm của nó đó là gì? Chúng ta tìm này. Đó chính là x mũ n cộng 1 trên cho đây là n cộng 1. Ta nhớ lại công thức này, mặc dù nó chưa có, bây giờ bắt buộc thầy phải cho để chúng ta hiểu này. Bây giờ này, ở đây là cái hàng số này.
thì người ta đưa ra là số 3 ở đây đúng không? Cái x mũ 2, cái x mũ 2 ở đây chúng ta đây n ông ta là bằng 2. Thì đây để mình đi tìm nguyên hàm á, thì cái thằng này nó sẽ bằng là gì? X mũ n nghĩa là 2 cộng 1 chia mấy? Ở đây chia cho 2 cộng 1 ở đây. Nghĩa là đây thằng riêng bản thân nguyên hàm của thằng x mũ 2 này thì nó sẽ bằng là x mũ 3 chia cho 3. Chúng ta hiểu như vậy. Bây giờ phải cung cấp cho em công thức này để thì chúng ta làm nhanh gần như tất cả những cái bài nó đều liên quan tới cái số mũ đó. Có hiểu không? Còn những gọi là những hàm mà sơ cấp cơ bản. Chứ còn những hàm hợp thì từ từ khi có công thức rồi nó dễ lắm nha. Em hiểu không? Nhưng mà cái thằng nguyên hàm của cái thằng x mũ 2 dx thì chính là bằng cái này này. Đây, chúng ta tính theo kiểu này và nó ra được là ở đây là x mũ 3 trên 3. Ok chưa? Cộng cái nguyên hàm ở đây là x. X ở đây nghĩa là thằng này nghĩa là x mũ 1. X mũ 1 thì chúng ta cứ áp dụng công thức này thôi. Nghĩa là bằng x mũ 1 cộng 1 chia đây cho 1 cộng 1. Có đúng không? Như vậy nó bằng x mũ 2 trên 2. Hiểu chưa? Như vậy ở đây nó cộng là x mũ 2 trên 2. Và khi đi tìm nguyên hàm thì nhớ chỗ này phải có hàm số C. Như vậy nó bằng tiếp 3 chia 3 này trực tiêu như vậy. Ở đây nó bằng x mũ 3 cộng x mũ 2 trên 2 và cộng cho C. C viết khoa em nhé. Rồi xong câu A này. Đó, câu A này. Thì làm như vậy em có thấy gì không? Chứ bây giờ mà không có công thức này thì có vẻ hơi khó cho thầy và các em. Nói sao để em hiểu mới là cái vấn đề quan trọng. Câu A xong. Được chưa? Được chưa? Rồi tiếp tục. Tại vì ở đây người ta cho dưới dạng hàm cơ bản, nghĩa là hàm cái hàm này là hàm đa thức. Đây là hàm cái hàm đa thức nên là rất là dễ. Câu B này, chúng ta đặt dấu nguyên hàm vô của fx dx sẽ bằng ở đây là nguyên hàm của cái hàm này, đúng không? Chúng ta ghi vô đây. 9x bình phương trừ 2x cộng 7 ở đây là dx. Rồi chúng ta tắt ra thôi. Nguyên hàm ở đây của 9x bình phương dx trừ thì chúng ta cũng ghi dấu trừ ở đây. Cái dấu nguyên hàm của thầy giống như con giun ấy. Trừ ở đây cho 2x dx và cộng ở đây cho nguyên hàm của gì? Của 7 dx. Ok. Bây giờ số 9 ở đây ra đây. Nguyên hàm của x bình phương thì nãy thầy làm ở đây rồi này. Đây. Thì nó bằng ở đây là x mũ 3 trên 3. Số 2 này ra đây, nguyên hàm của x thì thầy làm ra đây này, x này, x nghĩa là ở đây là x mũ 1 này. X mũ 1 thì ra đây này. Học toán thì cứ chậm chậm mà chắc như vậy nha. Chứ bây giờ mà chúng ta nôn nó vội vàng á thì chúng ta chả hiểu cũng chả biết đâu. Còn nguyên tắc của thằng này số 7 thì ra đây. Nhớ nguyên hàm của dx thì bằng x nhé. Nghĩa là hay nói cách khác, nguyên hàm của dx nghĩa là nguyên hàm của số 1 dx ấy. Ngay chỗ đây chúng ta ngầm hiểu thằng thì thằng này nó sẽ một số 1. Hay nói cách khác là đạo hàm của x chính là bằng mấy, là bằng 1. Hay nói cách khác nguyên hàm của 1 thì đó chính là x. Chúng ta phải hiểu ngược như vậy. Nhưng mà thằng này nó sẽ là 7 gì? 7x. Được chưa? Cộng cho C. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ ra cái gì nha? Rút gọn luôn nè. 9 chia cho 3 ở đây sẽ là 3x mình 3x mũ 3 trừ 22 này hết, nó còn là x mũ 2 cộng lên 7x và cộng lên cho C. Xong. Hiểu chưa? Quét rõ ràng cho đúng một cái từ trên đây mà chúng ta ra xuống đây á, có nhiều bạn không hiểu. Nếu mà bỏ qua cái bước này là các em thấy rất là khó hiểu này. Cái bước này mới là bước quan trọng này. Tại sao từ đây mà xuống đây này? Cái đó mới là quan trọng. Chứ mà các bạn khi mà người ta làm rồi chúng ta có thể bỏ qua cái bước này. Nhưng mà theo thầy thì cứ làm vào. Đoán nó đúng thì sẽ đúng từ trên xuống dưới. Mà nó sai á là cái em thầy nói với em là nó chúng ta có làm có 100 bước đi nữa mà chỉ cần sai một bước là sai hết. Em hiểu chưa? Toán học là như vậy. Ta sẽ đi sang ở câu C. Được không nào? Câu C. Câu C ở đây là gì? Bây giờ cái thằng này chúng ta nên nhân trước đi. Nhờ khai triển thằng này ra để nó ra dưới dạng là một cái đa thức như này. Sau đó chúng ta áp cái dấu nguyên hàm vô để chúng ta tính nha. Thì bây giờ chúng ta có 4x trừ 3. Cứ đúng không? Nhờ đây cho x bình phương cộng 3. Thì đây là đa thức nhân đa thức thì rất là dễ. Đầu tiên ta lấy 4x nhân vô đây và nhân vô đây.
đúng không? Chúng ta lớp 12 cơ mà, đâu phải mà các bạn mà học lớp 7, lớp 8 thì thầy còn chỉ chi tiết cho con lớp 12 thôi, thì thầy sẽ lấy gì? 4x nhân x bình phương trở thành là 4x mũ 3. 4x nhân cho 3 là cộng 12x, đúng không? Sau đó chúng ta lấy cái âm 3 này này, chúng ta nhân vô đây và nhân vô đây. Cái đúng chưa? Chứ giờ cái này mà không biết nhân nữa thì xuống chương trình lớp 7, lớp 8 xem lại nha. Trừ 3 x bình phương trừ 3 nhân cộng 3 thì thành là trừ 9. Ok chưa? Như vậy bây giờ chúng ta sắp xếp lại 4x mũ 3, nghĩa là chúng ta sẽ viết cái số mũ từ thấp từ cao xuống thấp, mũ 3, mũ 1, mũ 2, mũ 0 này, thì chúng ta xếp mũ 3 tới mũ 2 là trừ 3x bình phương cộng 12x và trừ đây cho 9. Rồi chúng ta áp cái dấu ngân hàm vô là ok. Các hiểu chưa? Nhưng mà khi nó ta dấu ngân hàm ở đây là fx dx, nghĩa là nó sẽ bằng là fx dấu ngân hàm của chúng ta. Fx chúng ta là thằng này, 4x mũ 3 trừ 3x bình phương cộng 12x trừ 9 dx. Rồi cứ như vậy mà chúng ta viết ra thôi. Cái này viết nó lâu quá em. Các hiểu không? Cái này chúng ta tự viết được không? Thôi lỡ thầy sẽ viết luôn. Cái bệnh lười nó lại nổi lên nha. Đấy. Ở đây là 12x dx trừ đây cho ngân hàm của 9 dx. Đấy, bây giờ cái dấu ngân hàm thì gớm nha. Rồi tiếp, bằng tiếp nè. 4, bây giờ x mũ 3 đúng không? Cứ áp dụng công thức này thôi, x mũ 3 thì ngân hàm của nó thì nó trở thành là 3 cộng 1 trên cái gì? 3 cộng 1 ở đây, nghĩa là bằng x mũ 4 trên 4 nè. Bây giờ không cho công thức này thì bỏ tay, không giải thích nổi đâu. Biết rằng bây giờ đúng là làm gọi là làm hơi là làm vượt nha, nghĩa là đáng lẽ phải học để hình thành và chứng minh công thức này để sử dụng. Nhưng mà thôi, bây giờ mà ai mà chỉ động cái kiểu động não mà bây giờ cái kiểu kia thì khó lắm. Cứ vậy mà quốc thân ngầm hiểu với nhau thôi, miễn sao chúng ta làm bài được là được, đúng không? Nhưng mà cái thằng này nó sẽ là x mũ 4 trên 4 nè, trừ 3, thằng này chắc chắn là x mũ 3 trên 3, cộng ở đây cho 12, ở đây x mũ 2 trên 2, ok, trừ 9 ở đây là x, cộng ở đây là c. Như vậy 44 này hết, như vậy thì thằng này nó sẽ là x mũ 4 nè, trừ 33 hết, nó còn là x mũ 3 này, 12 chia 2 thì trở thành là 6x mũ 2 này, trừ đây cho 9x, cộng đây cho c. Thì đây chính là ngân hàm của nó này. Em hiểu không? Ok chưa? Ở đây chúng ta ghi V nha. Rồi xong rồi đó. Rồi, chúng ta sẽ đi sang câu tiếp theo. Câu số 2 xong rồi nha. Giờ chúng ta đi sang câu số 3. Tìm ngân hàm của cái hàm số. Tìm ngân hàm của hàm số này. Biết cái F của trừ 1 bằng 5. F trừ 1 bằng 5, chỗ nào có x chúng ta thế trừ 1 vô mà bằng âm 5, thì chứng tỏ ở đây mục đích này để chúng ta đi tìm C bằng bao nhiêu đó. Ta tìm C bằng bao nhiêu nha. Như vậy bước đầu tiên chúng ta có, ta có này, tìm ngân hàm hàm số này thì chúng ta áp cái dấu luôn, dấu ngân hàm không? Đây, của fx dx. Như vậy nó sẽ ra ngân hàm của thằng 6x mũ 5 cộng 2x trừ 3 dx. Rồi bây giờ chúng ta tắt ra thôi. Ngân hàm ở đây của 6x mũ 5 dx, cộng thì ghi cộng, đúng không? Trừ thì ghi trừ, 2x dx trừ ngân hàm của 3 dx. Rồi bây giờ số 6 này ra x mũ 5. X mũ 5 thì chúng ta biết rồi, thì chúng ta lấy 5 cộng 1 chia cho 5 cộng 1 dưới đây thì trở thành là x mũ 6 trên 6, đúng không? Như vậy thằng này trở thành x mũ 6 trên 6 này, cộng 2 nhân cho x mũ 1 thì thằng đã làm ở trên rồi, đúng không? Đây x mũ 1 này trở thành ở đây là x mũ 2 trên 2 trừ ở 3. Ngân hàm của dx thì bằng x cộng lên cho c. Như vậy 6 6 hết, nó trở thành là x mũ 6. 2 2 hết, x mũ 2 trừ đi cho 3x cộng c. Thấy chưa? Như vậy ở đây người ta yêu cầu các em tìm ngân hàm fx.
của hàm số này biết f của âm 1 thì bằng 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 âm 5 này. Nhưng mà người ta cho cái này để làm gì? Để chúng ta đi tìm c. Cho cái này để mục đích ta đi tìm c bằng bao nhiêu này. Các em hiểu không? Vì ở đây ta ghi ở đây là vì cái f của âm 1. Đúng không? F của âm 1 thì bằng mấy? Bằng âm 5. Chúng ta có này. Thì bây giờ chỗ nào có x chúng ta thế bởi số âm 1 vô. Như vậy nó ra được ở đây là âm 1 mũ mấy? Âm 1 mũ 6 này. Cộng đây cho âm 1 mũ 2 này. Trừ 3 nhân ở đây cho âm 1 này. Cộng cho c thì kết quả đi bằng âm 5. Có hiểu chưa? Như vậy âm 1 mũ 6 thì bằng 1 này. Tại vì mũ chẵn với số âm thì ra số dương. Thằng này cũng vậy là bằng 1. Trừ 3 nhân trừ 1 thì trở thành là 3. Cộng cho c sẽ bằng âm 5. Như vậy phía bên đây là 5 cộng c sẽ bằng âm 5. Thì suy ra c của chúng ta sẽ bằng mấy? Sẽ bằng âm 5 với âm 5 là bằng âm 10. Âm 10. Nhớ chưa? Do cái giấy ở dưới đây nó cùng với cái phần hồi nãy thầy viết, ok. Do thầy tiết kiệm giấy á, nên chúng ta kết luận thầy đây là vậy. Cái fx câu kết kết luận cuối cùng này, là c thì c bằng âm 10 vô chỗ đây. Như vậy fx ta còn tìm là x mũ 6 cộng x bình phương trừ 3x và trừ đây cho 10. Thầy viết lại cho nó rõ em nha. Vậy này, fx của chúng ta sẽ bằng x mũ 6 này cộng x bình phương này trừ cho 3x và trừ đây cho 10. Xong, câu kết luận cuối cùng này. Ghi lại câu này vô nữa là xong nha. Đó. Thầy làm cực kỳ chi tiết nha. Không có bỏ bước nào cả. Gần như là không bỏ bước luôn. C nó bằng âm 10. Và chúng ta thế ngược trở lại. Là xong. Để đó. Được chưa? Như vậy thì qua ba cái bài này thì chúng ta đã nắm được cái việc mà chúng ta đi tìm nguyên hàm cùng một số nào đó. Đó. Vậy đó. Như vậy còn ba bài còn lại là 4, 5, 6 thì thầy sẽ làm cho em trong clip sau. Thầy hy vọng ta nên làm trước nha. Và chúng ta nhớ về công thức ở đây thầy cho luôn này. Đa số tất cả các hàm có số mũ trong đó nên là tại vì người ta cho những cái hàm sơ cấp cơ bản thôi. Nên là chúng ta sẽ xử lý được và làm được. Được chưa nào? Nhưng mà clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong clip sau thì thầy sẽ quay tiếp cho em ở bài 4, 5, 6. Bye bye em. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó, ok. Ok, 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 ok. Hòa Lan đẹp em. Đấy, đẹp luôn. Chào.